Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh ơi. Và lần này thì một trận Tống Kim đánh khá là khét sau khi đã hết đồ Kim Phong, thì ngày hôm nay thì Khánh, ngày hôm qua thì Khánh được top 5, ngày hôm nay thì Khánh được top 1 Tống Kim. Thì Khánh sẽ soi đồ cho anh em xem. Thì sẽ đồ Khánh như thế nào và ra sao, và anh em cùng theo dõi video này nha anh em ơi. Đừng quên đã lại cho Khánh một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Thì ngày hôm nay thì Khánh đang đánh cho mình được là 310 mạng và với là 86.590 điểm. Tử vong 12 lần và liên chạm 161. Thì anh em cùng nhìn sơ qua sơ đồ của Khải thôi nha anh em ơi. Đó, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi, nói chung là điểm số Khải thì như thế này. Đó, Khải tăng như thế này đây, lực tay Khải 2-6. Hiện tại Khải đang có cho mình đó là một cái nón kháng họ 17 chống 40. Một cây vũ khí kháng họ 11 chống 40. Thì hiện tại đang có 80 chống, kèm với một đôi lưng kháng họ và sinh lực cao, kèm với một nhẫn thời gian chống 30 và sinh lực cao. Thì hiện tại cộng vào cái này thì Khải đang có 101 thời gian chống, kèm với nghe mi. Kèm với nghe mi thì Khải sẽ có là 120 chón nha anh em ơi. Kèm với nghe mi khoảng 20 thanh âm nữa đi thì Khải đang có là 130 chón, thì nó sẽ đạt mốc 120 chón nha anh em. Rồi bao tay Khải đang có 140. Rồi, một nhẫn khăn lôi 15, sức lực nội lực 85, 88 và 51, và một đôi dây 28 15 109 khăn lôi. Giá chiền này chiền sinh lực thôi. Áo này áo chiến phục hồi thôi, không có gì cả. Nhẫn thì chón sinh lực cao rồi đai lưng thì sinh lực cao kháng họ thôi. Rồi cái ngọc bội này cũng sinh lực cao thôi, không có gì đâu. Nói chung hiện đa số Khải lấy cho mình đó là hiệu ứng kháng họ cao. Kháng họ này 17 này, kháng họ 17 này, kháng họ 11 này. Đó. Kháng họ 17 này, 17 này, 11 này, 17 này, đó. Ba món kháng họ. Và có hai món kháng lôi, thường nhẫn và dây. Rồi đa số hiệu ứng thôi mà, hiệu ứng với kháng độc. Đó, ok chưa? Rồi, anh em xem video lần này đừng quên đỡ lại cho Khải một like share ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung thì lâu lắm rồi cũng có nhiều trận Tống Kim đánh khá hấp dẫn, thì trận này cũng như là một cái trận kỷ lục liên chạm lên đến 161 kỷ lục bản thân nè mọi anh em nào mà liên chạm cao hơn thì có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng giao lưu cho vui nha. Đó, ok chưa, ngày hôm nay đánh rất khác nè mọi, đánh dừng lát quá trời luôn, mua 40 cùng lát mà đánh cao lắm chứ khoảng 25 mỗi cục nè mọi, 25 mỗi loại. Đó, ok chưa. Đấy, hiện tại chuyến ga Khải tới một chuyến ga rồi Duy Khải là giỏ đan này, chuyển gà giỏ đan này, Duy đường môn này, Thanh Long đường môn này, quên Thanh Long là giỏ đan này, Chùm Cần Sa không biết, Thành Sumo chết là Thiên Nhẫn, Tăng Thái Tử là giỏ đan, Thiên Bình là giỏ đan, Đời Tôi Mình là Ly giỏ đan hay Thiên Nhẫn nó không rõ, Y Tun là phải gì cũng không biết nữa. Rồi, anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ video này nha em ơi. Và kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Hiện tại thì Khải đang kéo xe 4 mạng nha mọi người, xe này xe kéo xe 4 mạng. Trang chủ game đó là võcongtruyenkỳ.net, võcongtruyenkỳ.net nha em. Đó. Thì hiện tại Khải đang tăng điểm kỹ năng tiềm năng đây, anh em tham khảo. Chung là Khải đang mắt tầng 2 đây. Tầng 2 đó là gồm vô ngã vô kiếm, hỗ trợ tầng 2 này, hỗ trợ tầng 2 này, rồi với lại bất cấp nhi phục hỗ trợ tầng 2. Rồi hiện tại tầng 1 Khải đang bắt đầu tăng rồi, lên cấp sẽ tăng. Hiện tại lên 19 điểm nữa mới mắt được chỗ này nữa mà. 19 điểm nữa thì khoảng tầm cấp là khoảng 115 trở lên. 118 mới mắt được anh em ơi, mới mắt đường của giờ đang. Đó. Rồi, anh em xem nhanh qua một lần nữa nha. Hiệu ứng chón là 110 chón từ nón, vũ khí, nhẫn và kháng họ từ nón, vũ khí và đai lưng. Và kháng lôi thì có nhẫn, dây. Rồi làm chậm thì có bao tay làm chậm 40. Rồi hết rồi thôi, kim hai món sức lực cao. Rồi. Rồi thì có thêm cái trang sức kháng tất cả lại cục sinh lực thì nó sẽ khỏe hơn tí nữa mà. Hiện tại ai cũng ăn nguyên vinh rồi á, nên là ai cũng khỏe hết chứ không phải riêng mình Khải đâu mà. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với hoạt động của ban nữa mà, và kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha.